Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba, ngày 30 tháng 8. Ngày 30 tháng 8, huyện ủy Trùng Khánh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Bí thư huyện ủy. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quy định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động phân công đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Trùng Khánh đến công tác tại Sở Ngoại vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận ông Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Trùng Khánh đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thời gian bổ nhiệm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Luân chuyển phân công đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương đến công tác tại huyện ủy Trùng Khánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Trùng Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chúc mừng Ban Chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy Trùng Khánh và các đồng chí mới được điều động luân chuyển, phân công. Khẳng định trong thời gian công tác tại huyện Trùng Khánh, với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ huyện, đồng chí Phạm Văn Cao đã phát huy tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, tạo ra nhiều đột phá khác biệt trong lãnh đạo chỉ đạo cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo toàn diện mọi mặt công tác trong phạm vi toàn huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với vị trí công tác mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Phạm Văn Cao tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc cùng tập thể Sở Ngoại vụ, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, không để gián đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong đó tập trung tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch đối ngoại của tỉnh, đẩy mạnh công tác hợp tác và hội nhập quốc tế, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa. Tham mưu xây dựng và ban hành đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh thành khác của Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công chương trình giới thiệu Cao Bằng năm 2022 tại Hà Nội nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, phát triển văn hóa và du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh cũng tin tưởng đối với đồng chí Nguyễn Anh Quế sẽ phát huy tốt vai trò người đứng đầu Đảng bộ huyện, tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, kế thừa kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, tư duy, nghiên cứu làm sao bằng nội lực của mình để có nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục lãnh đạo toàn diện, dẫn dắt Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung chỉ đạo triển khai chương trình trọng tâm xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh giai đoạn năm 2021-2025, triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn năm 2021-2025, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn năm 2020-2025 cũng như các nghị quyết khác của Ban Chấp hành Đảng bộ. Quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền để tránh xảy ra sai sót, đơn thư khiếu kiện của người dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cao và đồng chí Nguyễn Anh Quế cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Xác định đây vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ huyện Trùng Khánh và Sở Ngoại vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng địa phương, cơ quan ngày càng phát triển. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cao và đồng chí Nguyễn Anh Quế đã ký kết nội dung bàn giao nhiệm vụ Bí thư huyện ủy. Sáng ngày 30 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề.
đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương quan điểm chỉ đạo chung là không để ách tắc ở bất cứ khâu nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ. Để đảm bảo tiến độ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời việc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp để biểu quyết thông qua với chất lượng cao nhất, có tính khả thi cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kỳ họp đã nghe báo cáo thuyết trình các nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét thảo luận và thông qua 18 dự thảo nghị quyết quan trọng, gồm 5 nghị quyết thuộc nhóm nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, 4 nghị quyết thuộc nhóm danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Các nghị quyết về quy định một số cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025, chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và một số nghị quyết quan trọng khác. Đồng thời, tại kỳ họp này, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Mới đây, Bộ Y tế và UNICEF phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, Vui Trung Thu và Tự Trường An Toàn nhằm lan tỏa thông điệp hưởng ứng chiến dịch tiêm và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có nguy cơ cao và trẻ em. Bộ Y tế cho biết sau gần 4,5 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cả nước tiêm được gần 15,2 triệu liều vaccine. Hiện chỉ còn 2 ngày nữa để đạt được mục tiêu đề ra về tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Nhưng nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm rất chậm, thấp, trong đó một tỉnh tiêm mũi 2 mới đạt 19,7%. Thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19, số ca phải nhập viện, số ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây lan nhanh hơn biến chủng gốc. Bộ Y tế tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Chỉ đạo đẩy mạnh việc vận động, khuyến khích người dân tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch. Tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Vui Trung Thu và Tự Trường An Toàn, đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định vaccine nói chung và vaccine phòng COVID-19 nói riêng đã được kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người được tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em. UNICEF cùng với các đối tác và Bộ Y tế tin rằng tiêm chủng kết hợp với các biện pháp phòng ngừa đã chứng tỏ thành công trong việc giảm đáng kể số ca tử vong cũng như số ca bệnh nặng và mong muốn xây dựng niềm tin về sự an toàn của vaccine phòng COVID-19 đối với mọi lứa tuổi. Tiếp theo sau đây, như thường lệ, sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Dự và phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội trong cả nước thống nhất ý chí, hành động, vươn lên thực hiện đầy đủ, hiệu quả vai trò nòng cốt, cầu nối,
đầu mối điều phối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện của đất nước, quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhân đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ trong tình hình mới. Các cấp hội tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ, cán bộ của các cấp hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm lo rèn luyện, động viên, thực hiện chính sách cán bộ hội. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ đại hội 10 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội 11 năm 2022-2027, Ban chấp hành Trung ương hội khóa 11 gồm 111 vị. Ban chấp hành Trung ương hội khóa 11 tại kỳ họp thứ nhất đã bầu 30 ủy viên Ban thường vụ, bầu chủ tịch và 3 phó chủ tịch Trung ương hội, ban kiểm tra gồm 9 đồng chí. Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch hội khóa 10 được bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa 11. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa 11. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng 3 tặng Trung tâm Truyền hình Nhân đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại cuộc gặp mặt biểu dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử đất nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội, cùng với đó tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phát huy nguồn lực thế mạnh của các tổ chức cá nhân tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương cho điều hành giá xăng dầu vào đúng ngày 1 tháng 9. Hiện tổng nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục có chiều hướng tăng, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. Tính đến ngày 25 tháng 8 tăng 16,6% so với kỳ điều hành ngày 22 tháng 8. Với mức trên, giá xăng kỳ điều chỉnh tới nhiều khả năng sẽ tăng ở mức 380 đến 400 đồng một lít, dầu tăng mạnh hơn ở mức 2.300 đến 2.400 đồng một lít. Hiệp hội xăng dầu lo ngại điều này khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ có độ trễ nhất định, không phản ánh đúng xu hướng tăng của giá xăng dầu thế giới, gây khó khăn cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc bảo đảm nguồn và đặc biệt tạo ra tâm lý găm hàng, đầu cơ, gây bất ổn cho thị trường. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn cho điều hành giá xăng dầu vào đúng kỳ điều hành ngày 1 tháng 9 để vừa giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị này trong công tác tạo nguồn nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, thời gian gần đây số ca mắc mới COVID-19, số ca phải nhập viện, số ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc, xuất hiện nhiều bệnh dịch như sốt xuất huyết, cúm mùa, tay chân miệng, nguy cơ cao xâm nhập các bệnh dịch mới nổi như bệnh đậu mùa khỉ. Tại một số nơi, một số địa phương, việc tiêm vaccine chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi còn thấp. Bộ Y tế và các đơn vị chuyên môn tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, giám sát sự lưu hành của virus SARS-CoV-2 để phát hiện các biến thể và các biến thể phụ khác của virus,
thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128 NQCP, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Chuyển sang tin quốc tế, sau hơn 3 tháng lây lan mạnh, giờ đây số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều điểm nóng đang có xu hướng giảm, dấu hiệu cho thấy đã đi qua đỉnh dịch. Theo số liệu mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện thế giới đã ghi nhận hơn 48.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 99 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều điểm nóng đang có xu hướng giảm. Với hơn 18.000 ca mắc, Mỹ đang là quốc gia có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số ca mắc mới ở nhiều thành phố lớn của Mỹ đang giảm dần và dự báo xu hướng giảm còn kéo dài khoảng 4 tuần nữa. Các chuyên gia Mỹ lạc quan một cách thận trọng rằng, dịch đậu mùa khỉ có thể đã đạt đỉnh ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Diễn biến tích cực của dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ cũng phù hợp với xu hướng hiện nay ở châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khẳng định số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã giảm 21% vào tuần trước và có nhiều dấu hiệu cho thấy đã qua đỉnh dịch. Nguyên nhân số ca mắc mới giảm được cho là do người dân đã nâng cao ý thức phòng dịch, cùng với đó là tỷ lệ bao phủ vaccine ở nhóm nguy cơ cao được cải thiện. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.